Thanh niên chém chết người tình hơn 13 tuổi tại dãy trọ ở Bình Dương. Thanh niên ở Bình Dương dùng dao chém tử vong người tình hơn 13 tuổi tại dãy trọ do ghen tuông. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương sáng nay, mùng 9 tháng 2, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Sang, sinh năm 1993, quê Cà Mau, để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Hương L, sinh năm 1980, quê Vĩnh Long, là người sống chung như vợ chồng với Sang. Theo thông tin ban đầu, đối tượng Sang và nạn nhân sống chung với nhau như vợ chồng tại dãy trọ nằm trong khu dân cư Thuận Giao, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, do ghen tuông nên Sang đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị L khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng cầm theo con dao chạy ra đường. Cùng lúc này, lực lượng tuần tra của Công an phường Thuận Giao đang làm nhiệm vụ phát hiện và truy bắt. Tuy nhiên, đối tượng cầm dao xông vào các dãy trọ tại khu vực này để cố thủ. Sau đó định trèo lên mái nhà tẩu thoát, nhưng bị lực lượng công an phường Thuận Giao khống chế bắt giữ. Tại cơ quan công an, Sang thừa nhận hành vi giết người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.